Mình gặp 142 và Maxi. Em nghe anh ơi. Chắc là được ấy, để mai thứ hai đi em xem lại cho nhé. Vâng. Vâng. R5 là ông nào không biết. Buda. Việc đầu tiên là bây giờ là mình
Chào mừng các bạn đến kênh YouTube của I Am Hu Tao. Mình vừa thỏa thuận xong với S36 là họ sẽ không lấy gốc. Họ sẽ không lấy gốc và 142 thì cũng sẽ không lấy rồi. Nên vì vậy là kỳ này là mình lại giữ được gốc. Và bây giờ chúng ta sẽ đi xem một số quốc gia khác 105. Xem là ai sẽ đánh 105. Xem ai đánh không. Chín mốt, 91 gặp 105 ấy, kiểu nào không biết. Xem 91 nào. Năm gặp ai nhỉ? Một năm chưa thấy F3.
Gốc này nhàn rồi nên là sẽ không đánh nhau nữa, nên là mình đi xem thể hình các gốc khác thôi. 156 này.
68 không vấn đề gì. Chín mốt n một một là năm, vậy là alo đi giờ. Chờ tao chút, tao ở nhà. Ra chỗ ra cơ quan máy gì. Rồi ok biết rồi. Thế nhá, tạm biệt anh em. Gốc này nhàn rồi, mình đi uống rượu đó. Bye bye.